Thưa quý vị, cử tri đánh giá cao việc các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông trong dịp Tết Nguyên đán, cũng như lo ngại tình trạng nhiều lao động mất việc làm, đời sống gặp khó khăn. Đây là những nội dung được nhấn mạnh tại phiên họp sáng nay của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1 năm 2024. Nói về trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, các lực lượng chức năng đã vào cuộc quyết liệt, làm việc xuyên Tết, xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử lý nghiêm hành vi chủ yếu có thể gây ra tai nạn như vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, tốc độ, tải trọng, nhồi nhét khách trên các tuyến, đưa dân về quê ăn Tết. Chính vì vậy, tình hình trật tự an toàn giao thông trong 7 ngày Tết cơ bản đảm bảo. Số vụ có tăng, nhưng số người chết và bị thương giảm so với năm ngoái. Như số người chết giảm 69 người, số ca tai nạn phải nằm viện giảm 8,4%. Trong 7 ngày Tết, có 71.000 trường hợp bị xử lý, số tiền xử phạt trên 182 tỷ đồng, tạm giữ nhiều phương tiện, vi phạm nồng độ cồn, tốc độ được phát hiện tăng so với năm ngoái. Bên cạnh tình hình an toàn giao thông, báo cáo của Ủy ban Dân nguyện cũng cho thấy cử tri và nhân dân lo ngại việc nhiều lao động mất việc làm, nhất là lao động trong các ngành gỗ, dệt, may, da giày, linh kiện và sản phẩm điện tử do doanh nghiệp không có đơn hàng, trong khi chi phí sinh hoạt tăng, ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của người lao động. Tình hình kinh tế, xã hội, đời sống của người dân tiếp tục gặp khó khăn, sức mua trước trong và sau Tết giảm so với các năm trước.